một giải pháp cho những anh em thích cái thiết kế đồng hồ thùng rìu như thế này mà sợ nó to, nó nặng thì xem qua cái mẫu này đến từ nhà Hanbro. Ok, ok, let's go. Cái khung của nó được làm bằng sợi carbon và được pha với bột dạ quang nên trong bóng tối thì nó sẽ phát quang anh em ạ, nhìn rất là ngầu. Cái màu đen này thì hợp với những anh em nào ngầu chất kiểu dạng như là hip hop nữa. Còn đây là cái bản màu trắng dành cho những anh em nào thích màu trắng và nó cá tính hơn. Bản chất của mình đeo với cái bộ đồ này thì nó cũng không hợp mấy. Đó, mình đeo về hãy cho anh em dễ hình dung. Với thiết kế giống như RM, dây cũng giống như RM, khóa cũng giống như RM luôn. Máy là máy Miyota. Cái điểm nhấn của chiếc đồng hồ này đó chính là cái họa tiết hình con nhện ở bên trong mặt đồng hồ này được đính đá, và bên dưới của nó là một lớp dạ quang chạy theo cái viền con nhện đó. Khi tắt đèn thì nó sẽ phát quang lên rất là đẹp anh em ạ. Cái size của chiếc đồng hồ này cũng không phải là dạng to quá, nó chỉ là dạng size trung bình nên phù hợp với mọi loại cổ tay của anh em Việt Nam. Đó, anh em cứ tham khảo. Tôi đeo này, cái màu đen này thì nó chất, nó hay hợp với những anh em nào mà áo da. Còn cái màu trắng này thì nó kiểu cá tính hip hop, phối hợp với những cái bộ đồ mà màu sắc thì sẽ hợp hơn. Cái khung màu trắng này nó cũng có dạ quang và carbon nha anh em. Và nó để lại cái vân đen nhìn rất là ngầu. Đó, nó không có hiền đâu anh em ạ. Đây là Hanbro chính hãng được bảo hành 5 năm. Mình là đại lý phân phối chính thức của Hanbro tại Việt Nam.